Một chiếc giường tầng 3 mét vuông không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nhà của Simon Wang. Tất cả đồ đạc của ông đều được để chen chúc trong không gian nhỏ bé này. Đó là một trong những ngôi nhà quan tài ở Hồng Kông và rõ ràng không phải là một nơi dễ chịu để sinh sống, dù là bất cứ thời điểm nào. Nhưng kể từ khi dịch COVID-19 do virus corona gây ra bùng phát, Wang dành gần như hết quỹ thời gian của mình ở đây. Vì sợ mắc bệnh, gia đình đã cắt đứt liên lạc với ông từ nhiều năm trước. Không gian chật chội bẩn thỉu này là nhà của ông trong hơn 5 năm qua, nhưng người đàn ông 64 tuổi này đã sống ở những nơi như thế này trong hơn một phần tư thế kỷ. Vì thất nghiệp, Wang nhận được khoảng 385 đô la Mỹ một tháng tiền phúc lợi xã hội, 2/3 trong số đó là tiền để thuê nhà, phần còn lại là tiền cho hai bữa ăn mỗi ngày thường là cơm và thịt lợn. Không gian giường tầng của Wang là một trong 18 ngôi nhà quan tài trong căn hộ bị chia nhỏ đầy bụi bặm, khoảng cách quá gần với hàng xóm, đặc biệt là những người vừa trở về từ Trung Quốc đại lục, khiến ông cảnh giác cao độ. Nếu chúng tôi biết họ bị bệnh thì chúng tôi sẽ đuổi họ đi ngay, gọi cho 999, nếu có tình huống như vậy, mà họ đang ho dữ dội, thì dĩ nhiên, chúng tôi sẽ mang họ đi, ông nói. Hiện nay tại Hồng Kông, số ca nhiễm virus corona chủng mới là 89 người, trong đó có 2 người tử vong. Tác động của đợt bùng phát dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân và gia đình của họ mà nó còn làm cho cuộc sống của những người nghèo xuống đến mức không thể chịu đựng được nữa. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Triệu Hồ TV nha. À, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hình như là con nhái đang bị con rắn cắn đó mọi người. Cũng im re luôn rồi. Chắc nốt rồi quá. Mạnh quá sợ. Chạy à.